Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên vừa tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2024 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm, bàn giải pháp phát triển kinh tế xã hội 3 tháng cuối năm 2024. Theo đó trong 9 tháng, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 24.000 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 1.600 tỷ đồng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt trên 34.200 tỷ đồng, tăng 14,8% so với cùng kỳ. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, Diện tích thu hoạch, năng suất sản lượng vụ mùa bị thiệt hại nhiều, công tác khắc phục thiệt hại trong hoạt động sản xuất nông nghiệp đang được các ngành chức năng tập trung thực hiện. Tại phiên họp cùng với bàn các giải pháp nhằm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển của năm 2024, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào kế hoạch tổ chức gặp mặt và tôn vinh các doanh nghiệp nhân ngày doanh nhân Việt Nam, kế hoạch tổ chức chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố với thanh niên năm 2024 báo cáo tiến độ triển khai các hoạt động chào mừng kỷ niệm 62 năm ngày thành lập thành phố.